Angelababy vô tình tiết lộ cuộc sống hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh. Tin đồn bí mật ly hôn là sự thật. Thông tin Angelababy Huỳnh Hiểu Minh ly hôn từ lâu đã được lan truyền trong giới giải trí. Điển hình là trong khoảng thời gian 2 năm nay, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy liên tục vướng tin đồn ly hôn. Nguyên nhân vì cặp đôi không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội, cũng chẳng xuất hiện cùng nhau. Hoặc nếu có cùng tham gia một sự kiện, thì cặp đôi lại tỏ ra lạnh nhạt với đối phương. Người hâm mộ thường chỉ thấy Angelababy đưa con trai bọt biển nhỏ đi chơi riêng lẻ, chứ ít khi thấy bóng dáng của Huỳnh Hiểu Minh. Cách đây không lâu, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy cùng đưa con trai đến bệnh viện. Tuy nhiên khi ra về, họ lại không đi chung xe, khiến cư dân mạng phải đặt dấu hỏi về hành động này. Những tin đồn xung quanh cuộc hôn nhân của cặp đôi bên nhau trọn đời chưa bao giờ có dấu hiệu kết thúc. Chỉ có điều hai nhân vật chính dường như không có ý định đưa ra bất kỳ phản hồi cụ thể nào. Đáng chú ý nhất là trong bài phỏng vấn mới đây, những chia sẻ của Angelababy bất ngờ có những tiết lộ đáng nghi, khiến cư dân mạng đặt nghi vấn liệu nữ diễn viên và Huỳnh Hiểu Minh đã ly hôn bí mật rồi chăng? Cụ thể trong bài phỏng vấn mới đây, Angelababy đã chia sẻ về chủ đề khi phụ nữ độc lập một mình thì sẽ như thế nào? Là phụ nữ, trước hết cần phải học cách yêu bản thân trước khi yêu người khác. Hai người khi đang trong thời gian yêu đương hạnh phúc bao nhiêu thì sau khi chia tay lại đau khổ bấy nhiêu. Tuy nhiên, nếu như phụ nữ độc thân thì sẽ không phải đối mặt với những tổn thương mà người đàn ông gây ra, cũng không cần hạnh phúc như thế. Qua quan điểm của Angelababy, có thể nhận thấy nữ diễn viên ủng hộ cuộc sống một mình. Trang NetEase nhận định rằng, có thể Angelababy đang ngầm thừa nhận vấn đề cô độc thân bởi cô hiểu rất rõ về những đau khổ kia. Thậm chí nữ diễn viên còn ra sức khuyên người khác không nên yêu đương cho nhiều, chỉ thêm khổ đau. Trong khi đó, cách đây không lâu, theo tin tức mới nhất từ trang Sohu đăng tải, thì Huỳnh Hiểu Minh đã chính thức đưa ra câu trả lời về những ồn ào xung quanh cuộc hôn nhân của vợ chồng anh. Không phải là sự thật, tôi và Baby không ly hôn, cũng không có bất kỳ scandal nào với những sao nữ khác, đừng tin vào những tin tức sai sự thật thế này. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng chia sẻ, khi anh gặp phải những khó khăn lớn nhất trong cuộc đời, thì Angelababy vẫn luôn ở bên làm chỗ dựa vững chắc cho chồng. Có thể thấy, Huỳnh Hiểu Minh đang muốn cảm ơn bà xã về sự đồng hành và kiên trì của cô đối với anh trong suốt khoảng thời gian qua. Có thể nói, cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy luôn tạo ra một cảm giác thần bí khó có thể giải thích, nhất là thái độ lúc nhiệt tình lúc lạnh nhạt của nàng mỹ nhân cô Phương Bất Tự Thưởng. Trong khi Huỳnh Hiểu Minh luôn cố gắng khẳng định về một cuộc hôn nhân tốt đẹp, thì có vẻ như Angelababy không giống như vậy. Cô có rất nhiều động thái ngầm khẳng định đã ly hôn. Theo giới truyền thông, thì tình cảm của cặp đôi bên nhau trọn đời đã rạn nứt, chỉ là những rắc rối xung quanh các mối quan hệ lợi ích khiến họ vẫn chưa thể ly hôn được. Xuất thân từ một gia đình trí thức, bố là kỹ sư, mẹ làm kế toán, Huỳnh Hiểu Minh luôn sống đủ đầy, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Anh bắt đầu tạo dựng tên tuổi vào năm 2001 với vai Hán Vũ Đế trong phim truyền hình Hán Vũ Thiên Tử. Cùng vào năm đó, Angelababy, nàng công chúa nhỏ mang hai dòng máu Trung Đức mới chỉ 12 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm xa nên cô sống cùng bà ngoại và học cách tự lập từ rất sớm. Khi tài tử họ Huỳnh đã trở thành ngôi sao lớn của showbiz Hoa ngữ với rất nhiều giải thưởng danh giá cùng nhiều bộ phim ăn khách như Tân Lộc Điển Ký, thì Dương Dĩnh, tên thật của Baby, mới chỉ là một diễn viên nhỏ chưa ai biết đến.